Hôm nay mình sẽ ký công chứng tại ngân hàng Sacombank, kêu phòng công chứng qua bên ngân hàng để hỗ trợ khách hàng rút sổ và ký tại đây. Bán con bộ hồ sơ đăng bộ sang tên. Trong bộ hồ sơ cập nhật sang tên á, thì chúng ta sẽ có một cái đơn biến động nè. Rồi một cái này là tờ khai đất phi nông nghiệp nè. Còn một tờ này là thuế trước bạ thì của là người mua. Còn một cái cuối cùng đó là tờ khai thuế thu nhập cá nhân. Thì bây giờ Tường sẽ điền những thông tin đầy đủ, sau đó kèm với sổ hồng và hợp đồng mua bán, Tường sẽ nộp vào một cửa tại văn phòng đăng ký đất đai quận 7 nha. Sau khi trải qua khoảng 15 ngày kể từ ngày công chứng nè, nộp hồ sơ và đóng thuế, thì hôm nay Tường sẽ đi vào lấy sổ. Thì sau khi mà lấy sổ thì chúng ta phải đối chiếu một lần nữa coi có chính xác tên, rồi số chứng minh nhân dân và hộ khẩu không. Sau đó chúng ta hãy đi ra về nha. Bây giờ Tường sẽ đi vào lấy sổ thôi. Những thông tin mà mọi người còn thắc mắc hãy xin liên hệ trực tiếp với Tường nha. Và cần hỗ trợ về phần pháp lý cũng như là giấy tờ ở khu vực quận 7 Nhà Bè, hãy xin liên hệ trực tiếp với Tường để được hỗ trợ thêm. Về phần video thì Tường cũng xin được kết thúc. Mọi người hãy like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ Tường để cập nhật thêm những căn nhà, những bất động sản khu vực Nam Sài Gòn phù hợp với mọi người nữa nha.